Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Một công thức bắp rang bơ nhanh trong một nốt nhạc, thành phẩm ngon y như ngoài hàng. Trong mùa giãn cách này mà có bắp rang bơ thơm ngon giòn rụm, cả nhà đều mê thì còn gì bằng, đúng không các bạn? Món này thì làm nhanh mà ăn cũng cực kỳ nhanh luôn á. Nào cùng làm thôi. Mình dùng 50g bắp sấy khô, 20g bơ, 30g đường, dầu ăn và một cái son hơi dày có nắp đậy. Nguyên liệu chỉ đơn giản vậy thôi. Giờ mình thực hiện nhé. Để lửa trung bình, cho vào một muỗng canh dầu, cho bắp vào, tiếp tục là bơ, cho luôn đường vào. Để lửa dưới trung bình, đảo từ từ, cho bơ và đường tan ra. Làm bắp rang bơ, mình cần cái nồi dày để nó giữ nhiệt tốt. Và khi bắp nổ thì sẽ được đều và nhanh hơn. Làm bắp rang bơ kiểu này thì hơi khó ở công đoạn canh lửa. Nếu canh lửa không khéo, đường sẽ bị cháy. Nhưng bù lại, mình chỉ cần nổ bắp có một lần. Nếu các bạn thấy khó trong cách canh lửa thì có thể chia làm hai lần. Một lần nổ bắp riêng và một lần làm bơ đường riêng. Mình để lửa dưới trung bình nãy giờ, đảo đều. Bây giờ đường nó đã hơi ngả màu nâu và sắp đạt được độ nóng như ý. Khi mọi người nhìn thấy bắp bắt đầu có hạt đã nổ thì nhanh tay đậy nắp lại và hạ lửa về mức nhỏ nhất. Hạ ở mức lửa tim như vậy nè các bạn. Rồi lâu lâu cầm cán son lắc nhẹ để đường thấm đều vào hạt bắp. Mình để lửa nhỏ như vậy nhưng nhiệt trong son vẫn rất là nóng, đủ để làm bắp nở bung nhưng không cháy đường. Khi bắp nở đầy nồi và các bạn nghe không còn tiếng nổ nữa thì mình tắt bếp. Vậy là xong rồi, mình tắt bếp. Đây, thành phẩm bắp rang bơ của mình đầy nồi và rất là thơm. Cho ra dĩa và cùng nhâm nhi thôi. Món này thì cả nhà đều mê đó các bạn. Mùa này thì không có ai được đi đâu, cho nên làm món này nhâm nhi là hợp lý. Thành phẩm hấp dẫn y như ngoài hàng, đúng không các bạn? Béo thơm và giòn ngọt, hấp dẫn lắm luôn, rất là giòn. Mời mọi người dùng thử với mình nha. Tuyệt vời, còn chờ gì nữa mà không làm thử các bạn. Chúc các bạn sẽ làm ngon. Mến chào và hẹn gặp lại.